Vết nước. Cô đang làm gì vậy? Tôi hỏi cô đang làm gì? Xin lỗi ông chủ, tôi không phải cố ý đâu. Không phải cố ý, có tác dụng gì đồ ngu ngốc? Cô có biết rượu này đáng giá bao nhiêu tiền không? Xin lỗi ông chủ, tôi đền cho ngài. Đền? Có biết rượu này đáng giá bao nhiêu tiền không? Rượu này tôi lấy đi đấu giá cũng phải được 600 vạn một bình đó. Được rồi, tên mập chết tiệt này. Tôi bán cho anh 100 vạn, anh chuyển tay bán 600 vạn. Anh rất không tồi đâu đó. À không, không phải, tôi chỉ dọa cô ta thôi. Không để cô ta biết lợi hại thì lần sau sợ lại tái phạm nữa. Thật là có đầu óc làm ăn, không trách được làm ăn lớn như vậy. Anh nên tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi chỉ là muốn thử mà thôi. Ây da, tôi bây giờ cô mẹ nó hối hận chết đi được. Vì 600 vạn nhỏ bé vậy mà lại đem bán rượu trị giá liên thành như vậy. 600 vạn giá trị liên thành. Người bố mắc bệnh nằm liệt giường và Tiếu Kiệt còn đang đi học. Làm thế nào đây? Hả? Tôi nên làm thế nào đây? Thật là Ninh tiên sinh, tôi thực sự biết sai rồi. Ngài đại dân không chấp. Này này, cô khóc cái gì? Tôi xong rồi, xong đời rồi. Tôi không thể nào trả nổi tiền nhiều như vậy. Hả? À, tôi còn tưởng là chuyện gì cơ. Tôi có nói là để cô đền sao? Cô nhanh đứng lên đi. Nhưng mà thứ này quả thật là tôi làm hỏng. Đúng đó Ninh tiên sinh, rượu này tùy tiện thao tác một chút, trên 1.000 vạn khẳng định cũng có người mua. Tôi nói không cần cô ấy đền chính là không cần. Anh quản tôi sao? À được, được rồi. Không thể không đền. Ninh tiên sinh, bất luận thế nào tiền này tôi nhất định sẽ đền cho anh. Hay, nếu cô đã nói như vậy rồi, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô. Vậy thì mỗi tháng 100 tệ đi. Hả? Cái gì? Là tôi chưa biểu đạt rõ sao? Tôi nói mỗi tháng đưa tôi 100 tệ là được rồi. Ninh tiên sinh này quá thật sự, con mẹ nó quá hào phóng rồi. Cho dù là ta gia sản 100 tỷ, 100 vạn cũng không thể tùy ý ném đi như vậy được. Chẳng lẽ Ninh tiên sinh thật sự nhìn trúng cô gái này rồi? Ninh tiên sinh, anh nói thật sao? Mỗi tháng trả 100, vậy thì cả đời này tôi cũng không trả xong đó. Được rồi, cô làm theo tôi nói là được. Cô đi lấy chút rượu, đồ ăn ngon và rượu ngon đến đây. Tôi và ông chủ của cô còn có chuyện cần bàn. Biết rồi ạ, tôi lập tức đi chuẩn bị. Ninh tiên sinh, 100 vạn không phải con số nhỏ. Cô thực sự không định lấy lại sao? Cô ấy có tiền trả. Cô ấy có trả tiền này không thì đã sao? Nếu thực sự cô ấy trả, cô ấy cả đời này có trả nổi không? Nên đến lúc đó làm cho tiểu cô nương đập nồi bán sắt, vừa bán phòng vừa bán thật, gom đông gộp tây, nhiều nhất lấy ra được 100 vạn. Chút tiền này có ý nghĩa gì? Ninh tiên sinh nói phải. Đúng rồi Ninh tiên sinh, tôi thấy cô gái này cũng có chút nhan sắc, không bằng cậu. Nói nhiều như vậy làm gì? Còn chuyện bàn làm ăn, có bàn làm ăn nữa không? Đến đây. Ninh tiên sinh, Ninh tiên sinh, có thể tiết lộ một chút không? Trong tay cậu còn đại khái còn bao nhiêu à? Anh hỏi cái này làm gì? Lẽ nào anh định mua hết sao? Chính thế. Vậy nên không biết Ninh tiên sinh còn bao nhiêu hàng tồn? Còn một hồ lớn, một bình lớn, chắc là cũng còn nhiều rồi. Ninh tiên sinh, tôi mua hết. Hả? Ninh tiên sinh, cậu có điều không biết. Lần trước yến hội ở La Gia Sơn Trang Viên, mời nhân vật nổi tiếng các giới của thành giang, hơn 7 phần phú hào, giá trị con người hơn 100 vạn đều đến. Vốn dĩ lão La cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không ngờ càng làm càng lớn.
trong tay có tiền, ông chủ La đêm đêm sơn ca, quá độ tiêu hao bản thân liền phế rồi. Vừa trùng hợp gia hỏa này tôi nhìn trúng cất giữ một bức Di Thế Tịch Tích Bát Đại Sơn Nhân, liền đánh cược với hắn ta. Nếu như bản thân có thể trị khỏi của bệnh của anh ta sẽ tặng bức Hà Hoa Thủy Điểu đó cho tôi. Ông chủ La cho rằng tôi căn bản chỉ là chém gió, không nghĩ liền đáp ứng. Sau đó tôi liền đổ hai ly rượu Long Dương cho anh ta. Ngày thứ hai anh ta liền đem bức Hà Hoa Thủy Điểu đồ đó tặng đến. Nên tiên sinh, cậu tiết lộ cho tôi biết đi, tôi đảm bảo không nói ra ngoài. Tốt lắm, còn môi tin tức trong lời nói của mình nữa. Lão Mã, anh cũng biết dược liệu của tôi rất mạnh, thiết nghĩ chắc anh cũng không cảm thấy tùy tiện vài nguyên liệu là có thể điều chế ra rượu Long Dương của tôi chứ. Công ngựa ngâm ủ là thứ này quá khó, hơn nữa càng quý hiếm không gì bằng, thế gian hiếm thấy. Nên tiên sinh, cậu liệt cơ nguyên liệu ủ rượu ra bản cho tôi đảm bảo tìm thấy cho cậu. Hài, anh không thể nghe tôi nói sao? Cái gì? Tôi nói rồi, nguyên liệu của rượu Long Dương này của tôi là rồng. Hài, tôi nói nên tiên sinh à, cậu quá không phúc hậu đi. Rượu Long Dương, chẳng lẽ thật sự là ủ rồng thật sao? Vậy thì tôi đi mua một bình lão bà, có phải là sẽ đặng được tận một bà lão không? Lời này không sai. Hài, nếu đã như vậy nên tiên sinh, tôi cũng không cưỡng cầu nữa. Như thế này nên tiên sinh, cậu bán cho tôi thêm hai bình. Tuy cậu báo giá, lão Mã tôi tuyệt đối miệng không nhắc, khai chữ trả giá, cậu thấy thế nào? 1.000 vạn một bình đi. 1.000 vạn. Nên tiên sinh, nếu như cậu không có thành ý như vậy thì hợp tác này có chút phiền phức rồi đó. Chúng ta làm ăn, tiền không phải thổi nến. Anh đợi tôi nói hết đã. Mấy hôm nay tôi đem đến không giống như mấy cái bình trước đây. Không giống? Nên tiên sinh, nói kỹ hơn xem. Rượu Long Dương này của tôi dược liệu mạnh hơn trước kia, hơn nữa còn lâu hơn nữa. Mạnh đến mức nào? 3 phần. 3 phần sau khi đến tay thì pha chế bán ra ngoài, há chẳng phải kiếm bộn sao? Vậy nên ông chủ Mã, rượu này anh mua hay là không mua? Mua, sao lại không mua chứ? Vậy lát nữa anh chuyển tiền cho tôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, lần sau tìm thời gian bàn kỹ về việc hợp tác sau này. Lão già ăn thịt không nhả xương này chắc là mua từ tay mình 1.000 vạn, chuyển tay 2.000 vạn liền bán ra ngoài. Tiểu Phạm ca ca, em gắng hết sức rồi. Suýt, đừng có kêu to nhỏ như thế chứ, những người khác không nhìn thấy em đâu. Em bận lâu như vậy nhưng mà sư tỷ không làm chứng nhận cho em. Tỷ ấy nói gần đây trên đấy tra quá nghiêm. Làm cái gì chứ hả? Không phải trước đây anh bảo em đi làm một tấm thẻ mượn sách ở thư viện Thiên Định không có thời hạn sao? Không phải anh cầu xin em làm sao? Tự anh quên rồi hả? Nhớ ra rồi, anh quên mất chuyện này. Hả? Vậy câu chuyện thì sao? Chẳng nhẽ sẽ không kể cho Linh Nhi nghe nữa hả? Thì ra là em đấy đang nghĩ đến chuyện này sao? Ý, không bằng... muốn nghe chuyện cũng không phải không thể, trừ khi cái gì? Trừ khi em tặng anh thêm một bảo bối. Bảo bối? Được, đợi Tiểu Phạm ca, đợi Vân La Điệt. Em lại tặng anh thêm một cái bổn đồ nữa. Nói ra thì Linh Nhi thật sự thích nghe chuyện à? Đúng à, Tiểu Phạm ca, anh không biết Thiên Đình đều là một đám cuồng truyện ma đó. Bình thường những người đó đều băng lạnh, không có chút thú vị gì. Vậy được, bây giờ anh cửa cho em một câu chuyện trước. Thật sao? Vậy thì kể tiếp câu chuyện lần trước đi. Trước đây có một con núi, em không hề thích nghe cái câu chuyện tiếp đó. Vậy mà lại đi đến đây rồi.
Đây chính là nơi nhân loại tu luyện sao? Ừ. Tí xin mùi. Lần này mùi nhìn kỹ đây. Xem gia hỏa đằng hoàng hưng đó bày dưới tay võ quán cự long chúng ta thế nào? Biểu tượng đó là... Biểu tượng đó lẽ nào là đối thủ chết tiệt mà chị định nói trước đây? Võ quán cự long sao? Linh Nhi, em về trước đi. Lần sau anh sẽ kể cho em nghe. Giờ có chút việc. Ờ, được. Rất tốt, tiếp theo. Làm tiếp 20 cái. Vâng, vâng. Làm thêm 100 cái cũng vô dụng thôi. Các người là đại sư huynh võ quán cự long Tần Giả. Đặng Hoàng Hưng, con rùa rụt cổ đó, gọi hắn ra đây. Không phải chứ? Không phải thực sự có người đến võ quán chấn đường chúng ta phá đó chứ? Mày đang nói cái gì? Từ lúc nào một con gà yếu cũng xứng ra đây nói chuyện với ta? Này, ngươi mau dừng tay cho ta. Đứng lại. Này này, không phải cô cho rằng dựa vào ngươi có thể ứng phó với đại sư huynh của ta chứ? Lần trước võ quán chung kết, đại sư huynh bị thương, vẫn luôn bế quan dưỡng thương. Ngươi đến đoàn gia tìm anh ấy đi. Hả? Có ý tứ là có ý tứ. Đoàn đại sư huynh của các người bị người khác đả thương sao? Đại sư huynh thật sự bị đả thương rồi. Võ quán chúng tôi gần đây đến một người mới cũng rất lợi hại. Người mới rất lợi hại? Ở đâu? Tên đánh thắng Hoàng Hưng đang ở đâu? Người mới đó cũng không có ở đây. Anh ta bình thường đều không đến luyện tập. Bướm đêm ở nơi này của các ngươi sao lại nhiều như vậy? Thật sự xem bọn ta đến chơi sao? Nếu đại sư huynh các người không có ở đây, vậy thì ta sẽ đem các người ra xả giận vậy. Ta sẽ không để cho người đắc thủ đâu. Ghê vậy. Đinh Đinh sư tỷ, Đinh Đinh sư tỷ. Đại sư huynh, cái con đàn bà này chắc là kẻ mạnh nhất ở đây. Có thể giao cô ta cho ta không? Tùy ngươi. Ý dạ, tác giả vẽ hiệu ứng cũng ghê phết. Xiên đất luôn, còn chưa sống đâu. Vậy mà lại dùng chiêu thức dơ bẩn như vậy, xem ra không giúp không được rồi. Tạm biệt tiểu muội muội. Bớt coi thường người khác đi. Ta là võ quán chấn đường. Ê, tay bị tê rồi. Đinh Đinh sư tỷ, Đinh Đinh sư tỷ, lần này tôi rồi. Vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là có bóng người lướt qua? Này này này, có cần phải hạ thủ nặng tay như vậy không? Tiểu phẩm, do chết ta rồi. Tay tỷ không sao chứ? Tiếp theo giao cho em đi. Tỷ đi xuống trước đi. Giao cho ngươi. Hai người các ngươi cùng lên không phải càng tốt sao? Thiết kế chìa khóa 10 đồng 3 cái, người lấy không? Sao có thể? Nhây nè. Rồi, sụi đơ. Giải quyết xong một tên. Đến hay lắm, Tiểu Phàm, tôi ủng hộ cậu. Tốt lắm. Tiểu Phàm. Tiếp theo đến lượt ngươi. Thì ra là vậy. Ngươi chính là người đã đánh bại tiểu tử Đoàn Hoàng Thường mà bọn họ nói. Cũng chính là nói chỉ cần đánh bại ngươi, vậy thì ta không cần thiết phải đấu với hắn nữa.
Đoàn Hoàng Hưng, quả thực là ta đánh bại. Nhưng mà ta vẫn còn nói đó. Chìa khóa này ngươi cũng lắp sao? Có bản lĩnh. Dừng tay hết cho to. Dừng lại rồi. Ôi mẹ ơi, xung kích lớn quá. Hai. Ai vô, đây không phải là Uông Đường trưởng lão sao? Sư phụ tôi đã nói lâu rồi không giao lưu với quý võ quán, liền phái tôi và tiểu sư muội đến đây giao lưu. Nơi này không có người giao lưu với cậu, mau cút đi. Hai. Thật sự không phải là một đường chủ thông tình đạt lý. Nó đã không hơn nên bọn ta, vậy bọn ta đi là được rồi. Này, yêu tử, hy vọng trên đấu trường thành võ có thân ảnh của người. Đến lúc đó, đừng có chạy đâu. Tạm biệt. Ngươi quay về nói với lão gia hỏa Hoàng Phong đó. Lần thanh võ đấu này, chấn đường chúng ta sẽ không khiến người kinh ngạc. Được, tin tức này tôi nhất định sẽ truyền lại. Nếu đã không muốn khiến võ quán hàng đầu bọn ta kinh ngạc, vậy thì các người phải nhanh chóng huấn luyện đi. Dù gì thì võ quán chấn đường của các người đã lưu lạc xuống võ quán hạng 2 rồi. So với cự long bọn ta, con cách không phải chút ít đâu. Người đứng lại cho ta. Người nói rõ lại lời vừa rồi. Bỏ đi Đình Đình, đừng đuổi theo nữa. Nhưng mà bọn họ quá thực bắt nạt người quá đáng rồi. Thực lực không đủ, bị người ta bắt nạt thì thế nào? Hy vọng lần này chúng ta hoàn toàn ở trong tay Ninh Tiểu Phàm rồi. Tiểu Phàm, nữ nhân vừa rồi nói chị là Bình Hoa, có phải chị rất vô dụng không? Ai, cô ta đấy là ghen tị với sắc đẹp của chị đó, cố ý khiêu khích chị đó. Nhưng mà chị không đánh lại cô ta, cô ta lợi hại hơn chị. Quả nhiên vẫn còn quá yếu, chị thật sự quá vô dụng. So về thực lực, Uông Đình Đình quả thực không phải đối thủ của nữ nhân đó. Nữ nhân đó hạ thủ độc ác, cuộc thi còn chưa một trận nữa. Trước đó động viên chị ấy một chút kìa. Ấm cũng không gió rồi. Tiểu Phàm, ha, cậu giúp tôi đã thông kinh mạch đi. Hả? Ý? Sư tỷ, chị đang nói cái gì vậy? Chị nói cậu giúp chị đã thông kinh mạch đi. Chị không muốn làm kẻ yếu nữa. Chị muốn mạnh lên, xứng danh cho võ quán của chúng ta. Ai... quả nhiên không nhìn nhầm kỳ tài nên tiểu phẩm này. Vậy chúng ta đi thuê phòng đi. Gió hôm nay náo động quá rồi. Thuê phòng. Chị đừng có căng thẳng. Chị đã quên em đã từng nói gì với chị rồi sao? Muốn đã thông kinh mạch bắt buộc phải cởi quần áo. Hả? Cởi quần áo? Đúng. Dù gì thì mặc cái này quần áo tìm đúng vị trí đỡ hạ châm. Được, không thành vấn đề. Đưa chị đi thuê phòng đi. Xung quanh cũng không có khách sạn nào tốt, chọn nhà này đi. Hả? Tiểu Phàm, khách sạn tốt như vậy làm gì? Nơi này đắt như vậy, cậu mau trả lại, chúng ta đến khách sạn khác là được rồi. Đình Đình sư tỷ, đây là lần đầu tiên chúng ta thuê phòng, sao có thể đặt cái phòng tệ như vậy được chứ? Tuy khách sạn đó cũng không tệ, nhưng mà hiệu quả cách âm bên đó không tốt, võ công của chị sẽ bị phế đó. Thế thì phải chọn nhà này đi. Ít nhất thì để chị chịu một nửa phí phòng được không? Ai, đừng ở ngoài này không gió nữa, cùng vào đi. Thế phòng còn để con gái trả tiền, chuyện này mà truyền ra ngoài không phải bị người ta cười chết sao? Ồ,
trước phòng ngủ, còn cách một phòng khác. Như vậy thì không sợ bị người khác làm phiền. Chị còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tắm rửa đi. Yên tâm. Tiểu Phạm, chúng ta không phải đến để đả thông kinh mạch sao? Tại sao phải tắm? Tại sao phải tắm? Không phải chị vừa mới tập luyện xong sao? Vạn nhất có mùi mồ hôi chẳng phải sẽ rất ngại sao? Cậu mới có mùi. Được rồi, được rồi. Chị mau đi đi. Em sẽ ở đây. Chị tắm xong, bọc lại rồi gọi em là được. Ừ, được. Mình nhất định phải đánh bại Võ Quán Cự Lộc trong cuộc đấu thanh võ. Tranh quan cho Võ Quán chấn đường chúng ta. Đã thông kinh mạch mà thôi, chăm hai cái là xong rồi. Hey. Tại sao? Rõ ràng bản thân mỗi ngày đều huấn luyện. Nhưng mà đến nữ nhân đó mà mình cũng đánh không lại. Càng đừng nói là đại sư huynh đó của cô ta. Hay không nghĩ nữa. Bây giờ không phải là lúc nản lòng. Chỉ cần có thể đánh thắng nữ nhân đó là được rồi. Mà hiện tại chuyện cần làm chỉ có một. Tiểu Phàm, cậu có thể vào rồi. Hả? Ê, cái gì mà ế, mau vào đây. Tốt lắm, đợi chị ấy tắm mà mình lại ngủ mất tiêu luôn. Đến đây. Ý. Cậu kinh ngạc cái gì, không phải muốn đả thông kinh mạch sao? Không, không phải, cảnh tượng này thì có chút khó trường hơn là em tưởng tượng. Cái gì mà khoa trương với không khoa trương chứ. Mau làm xong đi. Được, thời gian không còn sớm nữa. Em trực tiếp bắt đầu đây. Chị Đình Đình, chị phải nhẫn nhịn đó. Chà, vẻ hiệu ứng cũng ghê quá. Ây da. Này, chị đừng có phát ra âm thanh kỳ lạ có được không? Xin lỗi. Xem ra, cái loại phương pháp này tính kích thích đối với người bình thường rất lớn. Nhanh chóng kết thúc thôi. Ý. Đã nói là im miệng cho ta. Sáng rồi sao? Nhưng khách sạn. Đúng rồi, hôm qua mình nhờ Tiểu Phạm đã thông kinh mạch. Quay về thử sau khi đã thông kinh mạch, rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu. Mặt khác thì có ý tứ. Bên cạnh công trường bỏ đi này, vậy mà lại có một thông đạo dưới lòng đất. Này, Đinh Thiên Sinh, câu cuối cùng cũng đến rồi. Sớm vậy có chuyện gì khác làm chậm trễ chút thời gian. Nhưng mà anh bảo tôi đến cái nơi này che giấu. Này làm gì? Hay là nói trong này giấu thứ gì? Nên tiên sinh, nói đùa rồi. Cậu cứ tin tôi đi mà, vào đi. Cảnh tượng đó rất kỳ diệu đó. Nên tiên sinh, mấy ngày trước tôi đến Yên Kinh một chuyến, mời một giám định sư giám định thành phần của rượu Long Tiên. Cậu đoán thế nào? Thế nào? Hắn ta nói bên trong có mấy thành phần chưa biết, có công hiệu bổ dưỡng với con người. Sau đó ồn ào nói sau này phải đến gặp cậu nữa. Vậy sao? Còn tưởng là xảy ra sơ suất gì chứ. Do chết ta rồi. Đằng trước chính là cửa ra rồi.
âm thanh này chắc là đấu trường đấu quyền dưới đất. Đấu trường dưới lòng đất, nơi này tên gọi là Long Hổ Quyền Đàm. Mặc dù mấy năm trước đã dẹp bỏ loại đấu trường quyền anh đen này, nhưng Long Hổ Quyền Đàm dựa vào ô dù bảo vệ mạnh mẽ, vậy mà chống đỡ được tiếp. Đến nay vẫn vận chuyển tốt và càng ngày càng lớn mạnh. Mà hiện nay, Long Hổ Quyền Đàm đã trở thành vũ khí kiếm tiền khủng bố. Cửu Long Hội, Tiên Hùng Bá Nghiệp, Long Hổ Một. Ba thế lực này, công ty này phân biệt, có không ít cổ phần. Mấy tháng kiếm được mấy ngàn vạn đô đó. Những năm này cũng coi như là kiếm nhiều. Một quyền đàm mà thôi, có kho trương như vậy sao? Nên tiên sinh, cậu có điều không biết. Thanh gian chúng ta cao thủ hắc quyền như mây, võ giả nội kình đếm không xuể. Nói ra cũng mất mặt, lần trước một cao thủ nội kình của tôi bị đối thủ đánh ra chảy dịch não tủy, mất mạng ngay trên sân đấu. Cao thủ nội kình trực tiếp bị đánh chết. Ai, tôi lúc đó cũng xem thường thực lực của đối phương. Một sân quyền anh dưới đất lòng đất cứ nhiên lại khủng bố như vậy. Nhưng mà như vậy thì càng thú vị rồi. Ông chủ Mã, anh cuối cùng cũng đến rồi. Diệp sư phụ, đợi anh ở phòng khách lâu lắm rồi đó. Ừ, tôi biết rồi. Diệp sư phụ là ai? Người này là ai? Nhưng mà nếu đã đến cùng ông chủ Mã thì cái này tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là ông ta là truyền nhân của Vịnh Xuân Quyền đại danh đỉnh đỉnh, từng không có địch thủ ở Giang Nam. Lần này mục đích mời đến chắc là vì đối phó nhân vật lợi hại của Long Hổ Môn, Phách Sơn Phủ Lương Bưu Di. Vịnh Xuân Diệp Bất Bình, Phách Sơn Phủ Lương Bưu, danh hiệu này khá là kêu đó. Nên tiên sinh, việc vô lai dẫn. Giang lão, sao ông lại ở đây? Trận đấu hôm nay là trận đặc sắc nhất giữa nửa năm gần đây. Tôi thân là một trong những cổ đông của Long Hổ Quyền Đàm, đương nhiên không thể bỏ lỡ được. Vậy nên tiên sinh đến đây làm gì? À, ông ta kêu tôi đến. Ờ, nhân mạch này của ông chủ mà, đến lão phu cũng không thể không bái phục đó. Nào có, một mình tôi làm sao có thể so với Giang hội trưởng được chứ? Lão Mã, vừa rồi không phải nghe thấy một người tên là Bất Sơn Thủ gì mà, là có lai lịch gì, còn có diệp sư gì đó sao không thấy người? Là Bách Sơn Phủ Lương Bưu, tôi và Lương Bưu đương nhiên không thù. Chuyện này là giúp Giang hội trưởng. Phách Sơn Thủ là Long Hổ mời đến, dù gì nên tiên sinh cũng biết quan hệ của chúng tôi và Long Hổ Môn. Lần này làm phiền ông chủ mà. Giới thiệu rồi, lão phù ghi nhớ trong lòng. Chuyện nhỏ mà thôi, hội trưởng Giang khách khí rồi. Đúng rồi, về chuyện lần trước, cái đó à? Cái gì cũng không nói rõ lại lịch hết. Nên tiên sinh, thật ra chuyện là như vậy. Cậu chắc là biết Cửu Long Hội chúng tôi và Long Hổ Môn đối thủ sống còn nghĩa chứ gì. Giữa hai bang hội chúng tôi, trừ giao thủ làm ăn, vẫn luôn cọ sát không ngừng. Lần này lãnh khôn của Hổ Môn mời đến một Lương Bưu, ngắn ngủi một tháng đánh bị thương 6 cao thủ của chúng tôi. Hai người chết trên 4 người tàn phế, tổn thất thảm trọng. Vậy nên lần này hội trưởng Hòa Hà quyết tâm nhất định phải đánh thắng trận đấu này. Ồ, thì ra là có chuyện như vậy sao? Nói tóm lại chính là đi đánh nhau. À, cũng coi như đúng đi. Nếu nền tiên sinh đã biết được tình hình, tôi nghĩ cuộc đấu bên đó chắc là cũng bắt đầu rồi. Chúng ta cùng qua đó đi. Tôi muốn xem Phách Sơn Quyền đó rốt cuộc có năng lực gì. Không ngờ đấu trường quyền anh dưới lòng đất này còn có đấu trường nữa. Hay, những người này thật là biết chơi. Ồ, xem tình hình thì có vẻ chưa bắt đầu nhỉ. Gì vậy? Hiệu ứng gì ghê vậy?
camera máy bay lái tự động. Play cam. Bất ngờ nhất là có không ít người đặt cược cho trận đấu cuối cùng này đi. Quân đệ Long Hổ Môn, trên độ của Diệp Bất Bình Tồi có người thăm dò xong chưa? Hay là nói Hổ Môn đều là những kẻ tham sống sợ chết, sớm đã chuồn rồi. Tức buồn cười. Thú vị. Người nói Hổ Môn chúng ta là những kẻ tham sống sợ chết. Người lần trước nói câu như thế này, mộ đã mọc xanh cỏ rồi. Đã bị ta đánh đến trọng thương. À đúng rồi, đúng rồi. Trong đó có hai người hình như là trực tiếp chết rồi, đúng chứ? Cây. Hóa ra đang nói ông này sao? Uông lão, ông không sao chứ? Này, hội trưởng Giang. Người này chính là mục tiêu của tôi, đúng chứ? Ồ. Đúng, chính là anh ta. Được lắm. Vậy thì nhanh chóng giải quyết đi. Nhanh chóng giải quyết. Ê da, buông tay một cái. Tác giả vậy hiệu ứng màu cũng đặc sắc quá vậy. Trời ơi, một chiêu mà còn chưa xong đâu. Thêm chiêu nữa nè. Biến cho khuất mắt to. Y Diệp sư phụ. Lần công kích vừa rồi phải có trình độ nội kình đỉnh phong rồi đi. Nên đi xin. Con vừa nói nội kình đỉnh phong là chỉ. Ừ, lần công kích vừa rồi người nội kình đại thành căn bản không đánh ra được. Trình độ hiện giờ của người này đã đạt đến nội kình đỉnh phong rồi. Phách sơ thủ đó cư nhiên vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Để ta nghĩ thử xem nào. Ta có nói ta không phải là nội kình đỉnh phong sao? Các người rốt cuộc cũng đã hiểu ra rồi. Hả? Giọng cười này nghe quen tai quá. Không ngờ ngươi còn nhớ giọng được của ta. Lần trước ở khu ký túc xá, ta thật sự là được người chiếu cố rồi. À, thì ra là nhớ ngươi rồi. Ngươi là kẻ thần bí bị ta dọa đái ra quần đó hả? À, ngươi, ngươi xem lại cho ta. Chương 61 chỗ nào ta đái ra quần? Nhưng chi tiết nhỏ đó không quan trọng. Sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiểu huynh đệ, ta là người đại biểu đưa người thắng cuộc vào trận đấu về Hổ Môn. Ngươi nói sao ta lại ở đây? Đáng chết, cự nhiên giấu sâu như vậy. Chẳng lẽ chỉ có thể dừng lại ở đây sao? Lần này hỏng rồi. 1000 vạn ta đặt sợ là quăng xuống nước rồi. Hội trưởng Giang, không bằng để lão phù thử xem sao. Ngài là Hỗn Nguyên Hành nghĩa trưởng môn Nhân Thái Cực Quyền Mã Báo Quốc. Tôi biết ngay mà. Nhìn thấy phát sóng, tôi đã cảm nhận thấy người này đã đạt đến nội kình đỉnh phong rồi. Người đạt nội kình đỉnh phong vẫn chỉ là có nội phùng đỉnh phong mới đến được rồi thôi. Nói như vậy mã trưởng môn ngài là muốn mình xuất mã sao? Dù sao tôi cũng là nội kình đỉnh phong. Nhìn thấy hội trưởng Giang có khó khăn, Mã Báo Quốc tôi sao có thể không ngồi không lo được chứ? Quá cảm ơn ngài rồi. Nếu như thành công, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nội kình đỉnh phong, người này không tản rác ra chút linh khí nào. Không ngờ nội kình đỉnh phong có thể đạt đến trình độ đó. Tiếp theo sẽ do lão phu dùng Hỗn Nguyên Hành nghĩa Thái Cực Quyền tự sáng tạo ra kết thúc trận đấu này đi. Tự sáng tạo sao? Sao rung vậy? Ý đại sư,
Sao ngài lại xuống đây? Ai? Cho hỏi cửa bên dưới đi thế nào? Tôi có chứng sợ độ cao. Hả? Làm màu cho lắm vô. Đi đến cuối đường này có cầu thang đi xuống. Được, vậy tôi đi cầu thang xuống đây. Chà, có phải làm màu hay không đây? Hay là cao nhân bất lộ tướng? Trưởng môn nhân này không có vấn đề gì chứ? Chắc là không có vấn đề đi. Đây, người này rốt cuộc có được hay không đây? Này này này, chuyện gì thế lão đầu? Có phải là phải chạy mất chứ? Không phải chứ, cửu long hội các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Một đám phế vật cự viên lại dập đối đầu với hổ môn ta. Thật sự là chết người, cười chết người mơ. Lát nữa ra ngoài ta sẽ đến cửu long hội lượng một vòng là được, xem lần này có thể đả thương bao nhiêu người. Ngày thử khốn nạn tiểu họ tử, câu miệng không có gì che chắn, họ từ miệng mà ra thì cứ để trưởng môn nhân thái cực quyền hỗn nguyên hành nghĩa mã báo quốc tôi chớ phục cậu. Đặt tên gì mà dài vậy? Hỗn nguyên hành nghĩa, trưởng môn nhân thái cực quyền hỗn nguyên hành nghĩa. Vậy mà là thầy mã, ngài có thể dạy ta hỗn nguyên công pháp của ngài không? Có thể. Chà, ây da 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 da, chẳng lẽ là ổng là cao nhân bất lộ tướng hay là đang làm màu từ nãy giờ đấy? Trèo lên cũng như vậy nữa. Ý phủi phủi. Này này lão đầu, lão đầu này rốt cuộc có được không vậy? Được. Trước đó ở phòng nghiệp có nhìn thấy ông ấy đánh bại hai người trẻ tuổi cùng từng luyện thái cực quyền. Tuy là xem video, nếu các hạ muốn thỉnh giáo hỗn quyền công pháp của chúng tôi, vậy lão phu bèn thể hiện một chút vậy, mong các hạ lượng thử. Chà, lão phu trình diễn tung hoạt đạn đấu thiểm điện tiên đi, coi như là lão phu nhường cậu một tay. Cái lão đầu này đang nghĩ cái gì vậy? Tung hoạt nè, đạn đấu nè, thiểm điện nè, ngũ liên nè. Ấy hả, ngũ liên gì vậy? Chẳng lẽ là làm màu thôi sao? Mã chữ môn. Linh ta linh tinh, làm màu cho lắm vào. Tiểu họ tử, cậu đánh lén lão già 69 tuổi ta đây sao? Cậu không nói võ được vậy? Thủ công, thủ công. Lão đại của bọn ta nói rồi, nếu như cậu thắng sẽ đưa cậu về. Thương lượng chút hợp tác sau này. Ai, mấy tháng này lại có tiền kiếm nữa rồi, rất là tốt. Vậy thì lúc nào mới có thể gặp lại các người đây? Các lão đầu của cửu long hội. 5.000 vạn. Nên đi xịt, ngài vừa nói cái gì? 5.000 vạn. 5.000 vạn, tôi giúp các người xử lý người này. Nên tiên sinh, bây giờ không phải là lúc nói cái này. Vĩnh Xuân Diệp bất bình, còn có hỗn nguyên hành nghĩa trưởng môn nhân. Ngài không nhìn thấy hai người nội kinh đại thành này đều trực tiếp bị đánh đến nửa chết rồi sao? Lúc này mà ngài thực sự ra tay thì không khác gì tìm chết. À Ninh tiên sinh. Ninh tiên sinh, tiền là chuyện nhỏ, nhưng mà với thực lực của hắn ta, chúng tôi đã không thể để ngài mạo hiểm được. Mạo hiểm? Người đang đi là đi đâu vậy? Chắc là không phải sợ ta rồi muốn chuồng đó chứ? Xin lỗi tiểu huynh đệ, lời cậu vừa nói tôi có chút nghe không rõ, có thể lặp lại một lần nữa không? Hey, không ngờ người nội kình đỉnh phong còn có chút lãng tài nữa. Ta nói người phải chuẩn bị kỹ, chuẩn bị chuồng không? Thú vị.
thiếp chiêu. Đi chết cho ta. Hả? Tránh được rồi. Không phải chứ anh trai. Tránh khỏi thủ đao đó của người. Kinh ngạc như vậy sao? À đúng vậy. Kinh ngạc đến mức ta muốn lập tức giết chết người luôn vậy. Sao vậy? Vậy ta cũng không cách khí nữa. Biến mất rồi. Không, có phải biến mất. Tốc độ của bọn họ đã đến. Đến ta cũng không nhìn rõ hành động của bọn họ. Cũng đừng nói là người bình thường. Tìm thấy người rồi. Vẫn chưa xong đâu. Trò chơi kết thúc. Cười sao? Biến mất rồi. Gia hỏa này trốn đâu rồi? Nội kinh đỉnh phòng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu rồi? Ở bên trên sao? Một cú đấm thật to. Ta nhận thua. Gì vậy? Không có cách tính gì hết vậy. Sau này đừng đến gần cửa lồng hội nữa. Sẽ không đến gần nữa. Có điều trước đó không thể để nhân vật như người rời khỏi đây được. Nên đi sinh cẩn thận. Đi chết đi. Tốn tắc. Không. Không thể nào. Cái gì? Vừa rồi ta muốn hỏi, người hổ mộ các người chỉ biết đánh lén tôi phải không? Chân nguyên hộ thể, hóa cảnh tông sư. Hóa cảnh tông sư Ninh Tiểu Phàm. Ninh Tiểu Phàm nên tiên sinh trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến hóa cảnh rồi sao? Làm đẹp lắm. Không, không chạy được. Phải chạy. Nếu như còn không chạy sẽ chết. Ý. Cái gì? Đây chính là công kích của hóa cảnh tông sư sao? Cũng không khó. Khó tránh. À. Đây là. Vốn dĩ ta định tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi muốn dùng ám khí giết ta, vậy thì ta sẽ không cần mềm tay nữa rồi. Đại sư, xin lỗi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, vừa rồi là trượt tay. Trượt tay? Trượt tay ta cũng biết. Đại sư, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Lần sau. Ta có nói sẽ lần sau sẽ tha cho ngươi sao? Để ta một quyền đánh tan một thân nội kinh này của ngươi. À, hư. Hiệu ứng mạnh quá. Vẫn chưa chết. Xin
Quan Chi, Tiễn Vũ. Đây chính là lực lượng của Hóa Cảnh sao? Mau đi thôi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Ừ, được. Cái thứ phế vật lãng phí thời gian. Còn cái gì mà Hóa Cảnh tông sư chứ? Lần sau xem ta không thu thập người gì. Hóa Cảnh tông sư sao? Ngày thứ hai. Nhanh quá vậy, diễn biến cái gì vậy? Chóng mặt quá đi. Ngân hàng có thêm một tài khoản. Ồ, tôi không ngờ tên mập này chuyển tiền nhanh như vậy chứ. Thế ngân hàng lại có thêm một khoản rồi. Ồ, tiền của Giao lão đồ cũng đến luôn rồi. Qua. Wow. Lão tử cuối cùng cũng có tiền rồi. Bữa giờ cũng giàu lắm rồi mà gì. Ha, mấy ngàn vạn nhiều nhất cũng chỉ được có nửa ngày. Người này ngốc sao? Nhìn thoáng chút đi. Người này nhìn đã biết là người dùng rồi. Người khùng. Chị Lan Lan, mấy người ở bên đó bên ngoài kìa, xem ra không dễ chọc, chị đừng có đi. Được, chị biết rồi. Tiếp theo, cứ giao cho chị. Chị Lan Lan, chị phải cẩn thận đó. Ừ, mấy em về vị trí của mình trước đi. Chị Lan Lan, rốt cuộc là người nào dám đến địa bàn của Liễu Tổng gây chuyện? Mười một giờ ba mươi, sắp 12 giờ sáng rồi đó. Chị Yên Dương vẫn chưa họp xong sao? Liễu Tổng tăng ca đến 11 giờ là chuyện bình thường. Hơn nữa gần đây có hai khách hàng lớn ở nước ngoài, sẽ càng bận rộn hơn nữa. Được rồi, vậy thì phiền chị thay em chuyển lời với chị ấy một chút, ngày khác em lại đến. Chủ yếu là có chút để ý tình hình bên núi Bách Ma. Này, mấy người các người, còn không đi là tôi báo cảnh sát đó. Này này, chúng tôi ở đây không gây trở ngại chuyện gì, tại sao phải đi? Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Làm gì có ai bày xiên nướng ở trước mặt tầng 1 của công ty người khác chứ? Vô cùng xin lỗi vị tiểu thư này, vì biểu đạt lời xin lỗi của tôi. Ừ. Mời cô cùng ăn với chúng tôi đi. Đám người các người, đợi vào đồn đi. Cái iPhone 12 của tôi. Cô dám bảo cảnh sát hả? Còn điểm này. Đợi đã. Đột nhiên nhớ ra. Đều nói là tổng tài tập đoàn Hoa Cẩm các người đó là đệ nhất mỹ nhân mỹ nữ thanh giang sao? Tú hạ từng người cũng là mỹ nữ hạng nhất. Hôm qua nhìn thấy quả nhiên là như vậy. À, thế thì đã sao? Có quan hệ gì đến các người? Này, Hoa ca, em có chú ý này hay lắm. Có chuyện gì thì mau nói, ta không nhìn thấy tao đang nướng xiên vui vẻ sao? Không bằng em khiêng cái con đàn bà này về làm vợ cho rồi. Người nói cái gì? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Muốn thứ gì, phải dựa vào bản thân. Đã hiểu. Khốn nạn. Cô bắn nữa đi. Bắn càng ác thì ta càng vui. Ý. Cậu là. Im. Nếu như bị bọn chúng biết mình là em trai của chị Yên Nhiên, nhất định sẽ đem đến rất nhiều phiền phức cho chị Yên Nhiên. Quả nhiên, người này chính là bạn trai của Liễu Tổng. Hả? À, có thể để ta nướng xiên yên một ngày không vậy? Mỗi người đều đến phiền ta. Ta giận rồi. Lại rồi. Nướng xiên ở công ty của người khác, còn nói người khác đến phiền ngươi. Thật sự là không cần mặt mũi mà.
thú vị tiểu quỷ, hôm nay mày chết chắc rồi. Hay cút cho ta. Ý Hoa ca này, các người là kẻ nào phải tới? Nếu như ngươi dám nói lẩu, tôi là đấm hải xà bằng thiên tự phái. Hải xà bằng trong hôm nay quét dọn sạch sẽ chỗ này, nếu không để các người ăn hết không bọc đi. Vâng, chúng ta vào trong đi chị Lan Lan. Ờ được, nên tiểu phàm này. Chị Lan Lan, chị Lan Lan vừa rồi là ai vậy? Giới thiệu cho em đi, đẹp trai quá đi. Mấy cô à, đừng có nghĩ nữa hả. Cậu ta là bạn trai của Liễu tổng đó. Cái gì? La Sinh Mô. À, quà đào nữa rồi. Cái bàn đào này chín rồi. Hơn nữa trên mỗi cành cây đều là đầy bàn đào nữa. Sai quá. À, một cỗ mùi đầy sông và mũi, mùi đào. Đợi đã, mấy cái gốc đó là sao vậy? Rõ ràng cây đào không, trong này đều kết quả rồi mà. Nhưng cây bên này sao lại không có cây nào ra vậy? Là bởi vì quá bên ngoài dẫn đến phân rồng không có hiệu quả sao? Đây là sau khi bị chín rồi bị người nào đó hái. Bởi vì phân rồng xung quanh ít nên bị động vật xung quanh hái mất rồi sao? Nhưng mà gần đây thật sự có động vật có thể đến gần sao? Bỏ đi, tạm thời không nghĩ cái này nữa. Tuy ít đi mấy gốc nhưng mà phần lớn cây bàn đào vẫn ở đây. Để ta thử ăn trước xem nào. Chà, hai dữ dằn vậy. Ăn một quả cộng thêm 5 năm tuổi thọ. Wow, đào này quá ngon rồi. Ta bây giờ giống như là đặt mình vào trong vườn đào vậy. Đợi đã, ta hình như đang ở trong rừng đào mà. Ăn hơi nhiều rồi đó. Không ngờ vẫn còn dư nhiều như vậy. À, đem những quả bàn đào này đựng vào trong nhẫn không gian đã. Tiếng ma sát. Wow, tiên biệt tuyết liên này nở hoa nữa rồi. Nói đại ra là bông sen đi. Ồ, tấm chút nước ao đã sạch rồi. Hơn nữa vậy mà còn có công hiệu làm trắng tay nữa. Sạch da. Wow, xem ra không chỉ bàn đào, nước tuyết liên này cũng vô cùng có giá trị thương mại. Căn bản chính là giá trị cao ngất ngưỡng. Ý, chị Yên Nhiên, tuần này thật sự quá bận không dứt thân ra được. Thật sự là một người cuồng việc. Xem ra chị Yên Nhiên trẻ như vậy đã có thể sáng lập ra tập đoàn Hoa Cẩm cũng không phải là không có đạo lý. Ai lấy chút nước tuyết liên này về, thu hoạch nhiều như vậy, ngày mai nghỉ ngơi một chút là được. Xin lỗi. Xin lỗi anh Tiểu Phàm, em đến muộn rồi. Nhược khê. Sao vậy? À không có gì, vừa đúng gần 12 giờ, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ừ, được. Anh Tiểu Phàm, trời nóng như vậy, sao anh không nóng sao? Nóng? Em kể theo nóng sao? Anh thậm chí có chút thấy mát mẻ nè. Vậy sao? Hôm nay gần 40 độ đó. Linh khí này khá có tác dụng đấy chứ. À đúng rồi Nhược Khê, kỳ nghỉ bình thường em đều làm gì? Kỳ nghỉ sao? Vẫn luôn làm thêm ở một tiệm bánh quy. Có người ông chủ khá tốt.
Lần trước không phải đã cho em 30 vạn rồi sao? Trời nóng như vậy, em ốm thì phải làm thế nào? Nhưng mà đó đều là tiền của anh Tiểu Phàm kiếm. Em không muốn kéo sau chân anh. Nhược kệ. Đi thôi. Bụng anh sắp đói chết rồi nè. Ừ, được. Đây đã là chập mới nhất rồi. Nhược kệ, em muốn ăn gì? Vậy thì mì bò xào lăn đi. À không phải. Một hai tháng em sẽ xa xỉ đi ăn một bát mì bò thật to. Cái đó bình thường anh đưa em đi ăn là được rồi. Hôm nay ăn ở đây đi. Tiện Hà tỉnh này mùi vị thế nào? Anh Tiểu Phạm, tiệm này đi. Được, vậy thì tiệm này đi. Hai người ăn ưu đãi giảm giá 20%, nhất định có thể tiết kiệm được không ít tiền. Ủa? Gì vậy? Sao mà mắc quá vậy? Sao nữa? Anh nhìn menu này. Thanh Long Ngộ Tuyết 78 đồng. Tại sao một quả dưa chuột trên đường lại bán giá 78 đồng? À, cái loại này là như vậy đó, em cứ gọi đi không sao đâu. 78 đồng nếu mà tính ra tiền Việt Nam á thì chắc phải 200 nghìn quá ha. Nếu như luôn tiết kiệm, ngược không to được đâu. Em vẫn là rất rất có gì đó đó. Ê, cái này hơn 500 đồng một phần. Cái này thì 300, cái này thì 800. Này, em đừng để ý giá nữa, muốn gọi gì thì cứ gọi đi. Ồ, đó không phải là Tiểu Nhược Khê của lớp chúng ta sao? Lại gặp nhân vật phụ. Chị Mạng à, chúng ta đi chơi đi. Tiểu Nhược Khê, chắc là em gọi bừa mấy cái này đi, sau đó đưa menu cho anh. Vậy thì đừng tìm nữa, em gái Nhược Khê. Nơi này không có coi tay sợi đâu. Cao mà, Lý Tịnh Văn, các cô sao lại ở đây? Ai vô vô, có căng thẳng như vậy làm cái gì? Sao chúng tôi ăn ké sao? Nhưng mà Nhược Khê à, gần đây sống không tệ nhỉ? Dám đến Hà Tĩnh ăn cơm rồi. Cô trước đây không phải ăn mì tôm với cơm trắng sao? Ấy vô, cậu xem cậu nói cái gì vậy? Đây không phải là có công tử gia ngồi ở đây sao? À xin lỗi, anh không nói chuyện thì tôi quên mất anh đó. Hay là nói phát hiện đồ ăn nơi này quá đắt nên không nói được gì rồi. Tình Văn, cậu quá căng thẳng rồi đó, à, thẳng thắn quá đi. Xin lỗi nhé, tôi quen rồi. Nhược Khê, hai người này lại đều trách té. Chọc tên tiểu tử nghèo này tức giận rồi. Xin lỗi nhé, anh khá có khí dũng khí đó, tim tôi cũng có chút động rồi. Là bạn học của em. Bạn học? Vậy những người này bình thường ở trong trường học? Hai người các người thật sự có duyên phận đó. Đồ nghèo đồ khỉ cùng đồ nghèo khỉ tuyệt đối. Sớm đã nói với cô rồi, giới thiệu cho cô Phú Nhị Đại mà. Này, nghèo Nhược Khê, tôi tìm cho cô phiếu cơm Phú Nhị Đại đi. Sau này về Tây còn lo không có tiền ăn cơm sao? Hay, phiền quá. Hả? Người nói cái gì phiền chết? Nghèo quỷ. Các người có thể cút không? Người, người bảo ta cút. Phục vụ, qua đây một chút. Được, đến đây. Hai nữ nhân này nghiêm trọng làm phiền đến chúng tôi. Để bọn họ cút mau. Hai vị mỹ nữ, xin đừng làm phiền những thực khách nữa. Người lúc nào có thể chỉ chỗ ta? Ý, chị Mẫn. Anh Tiểu Phạm, chúng ta mau đi thôi. Người ở đây chỉ giúp họ thôi. Ừ, ta khuyên các người đừng có chạy. Chẳng lẽ các người không cảm thấy chốc có chị Mạng sẽ có kết cục tốt sao?
vẽ cũng làm hiệu ứng mắt sao sao nhỉ. Ồ, có chút thú vị.